Hello, xin chào mọi người. Vlog ngày hôm nay bọn mình sẽ đi kiếm một con xe về làm Ferrari mọi người nhé. Thế thì Bugatti đã chốt hạ rồi. Và những cái hạng mục mà anh em yêu cầu thì bọn mình sẽ lúc nào rảnh bọn mình sẽ nâng cấp thêm một chút. Con này sẽ lái Bugatti đi nhỉ, được không? Nó sang Hải Phòng. Đùa thôi các bạn ạ, đùa tôi không đi được đâu. Thì con này bọn mình sẽ phải đi taxi sang đấy nhá, tại vì xe này thì nó sẽ không có đăng kiểm cũng như là không lưu thông được ở trên đường. Đây nên là bọn mình sẽ đi bằng taxi và sang, tức là con xe này mình sẽ cố gắng mua con xe nó xịn sò nhất có thể nhá, mua xe thật là ổn định nhá. Ok, bây giờ mọi người theo chân bọn mình nhá. Hello, xin chào mọi người. Thế bảo cùng lốc mà. Cùng lốc đó. Đấy, cùng lốc đấy. Đấy, cùng lốc đấy. Nhà toàn nhà dầu bọn mình đang đi hành mua con xe về làm Ferrari mọi người nhé. Không có ở đây cũng cổng lốc này, có xe máy kìa bên trên này. À đây, trên này có cổng lốc này. Hello, xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn quay trở lại với lại team chúng mình nhá, Nùng Nhất TV đây anh em ạ. Phải nói chứ hôm nay không có Bugatti anh em lại không biết gì. Bây giờ anh Luận sẽ dẫn mình đi, dẫn mấy chú cháu đi mua một chiếc xe về làm Ferrari này ở bên Hải Phòng mọi người nhé. Ủa anh em ơi, đây rồi đây đúng không? Cô. Đúng rồi. Vào xem cái xe rồi. Được rồi, cô nha. Hello nha. Nhung có nhà không? Có ai nhà? Hả? Xe này còn đẹp lắm. Vinh Phương Miệng à? Vương Miệng này còn Rolls Royce à? Ủa cái này giống Rolls Royce thế. Thế ốc 2-1-1. Ồ, ốc được cái nhít ạ. Nước sơn này còn gì nhỉ? Cần nguyên bản đấy. Dạ, đúng không? Xe đẹp lắm. Xe đẹp đấy. Toyota. Ui này, cái logo đẹp chưa? Đẹp ạ. Logo. Ui sao lại logo như này? Logo. Thời ngày xưa bởi vì những xe là những kiểu như là nguyên thủ hoặc là những xe cán bộ nhà nước ấy. Là hay đi xe này, xe nó có sẽ có logo như này. Và cái dòng này thì khẳng định 100% là cán bộ cấp thành phố hoặc là cấp bộ cái xe này. Có chúc đạn không? Có chúc đạn không? Mình nghĩ có chúc đạn bởi cái gương nhìn nó thấy khác này. Ô carbon nè. Carbon xịn chắc. Xe này nhìn dài dài phết nhỉ, nhìn giống. Ăn nhau cái logo hình mũ của hoàng thượng này, vua này. Thấy chưa? Xe thường không bao giờ có luôn nhá. Đây là một cái dấu hiệu để mình nhận biết được xe là xe nguyên thủ. Ê, cái này vì lúc em nghĩ xe nguyên thủ phải có chống đạn anh ạ. Mình nghi có chống đạn. Con này nó chạy nhiều xăng, ăn nhiều xăng. Nói chung máy 2.0 thì là nó cũng không, nó cũng nói chung là cũng tốn. Nhưng mà nó không bằng những dòng máy cao cấp hơn. Và con này nhá mọi người nhá, vẫn còn nguyên đăng kiểm này. Nó ăn nhiều cái đấy, giá màn này. Đấy, 9 luôn rồi. 9 2022. Đấy. Ô cái phần đuôi nó này. Phần đuôi nó dài chứ không? Thế nhưng mà mày mua con này về mà giá ra thì có xíu á. Phải phí thật. Phí nhưng mà để mà đạt được cái mục đích của mình thì mình cũng nên chấp nhận. Tại vì bọn em không có xe ô tô anh. Đấy. Mà nói cho các bạn biết nhá. Cái đời này đã còn gương kính chỉnh điện luôn rồi. Ôi đẳng cấp luôn đấy. Nếu mà những đời như thế này cùng đời nhá, không bao giờ có luôn. Con này mua về em đi thôi, chết rồi. Đi đích cầu sau anh. Về để đi thôi. Đấy, cầu sau à? Cầu sau à? Cầu sau thì tốt. Cầu sau. Đây đúng rồi. Đâu nó dẫn cái này nó dẫn cả hai sao ấy? Đâu xem nào. Hay là dẫn lại dẫn động bốn bánh thì không đẳng cấp. Dẫn động bốn bánh rồi. Ôi giời. Dẫn động bốn bánh. Mà nói các bạn biết nhá, cái da này cũng là da nguyên bản luôn. Da da gì anh? Bốn bánh nhé. Da nguyên bản luôn. Da theo xe luôn à? Này, nhìn. Này, nhìn thấy chưa? Ôi có logo Toyota này. Cầu sau rồi hết nhỉ? Toyota Crown mọi người nhé. Con xe này thì đang chờ bác chủ về. Xe cũng khá là đẹp ấy. Nhìn cơ bản thì cũng khá là ok. Và con xe của mình kết là bộ la xăng Mayer 51 này. Bộ đầu cầu sau. Cầu sau thì có hộp đi không? Cầu sau thì không vận rồi, cầu sau thì máy chứ. Nhưng mà bộ da vẫn còn nguyên bản nên quá đẳng cấp luôn. Bóc ra khó nhỉ, bóc ra phí nhỉ.
phí quá, ra nguyên bản luôn này. Hơi tối gì? Anh bật phần lát cho em ấy. Hơi tối cho các bạn xem. Đây, bật phần lát này, đấy. Đây, cầm. Đấy bạn nhìn chưa? Ra nguyên bản luôn. Ra này về con này mà cái da này vẫn nguyên bản xịn luôn, đánh hóa chất vẫn đẹp lụt luôn. Anh dùng cái tẩy trang đấy. Quen vừa mua mà, quen vừa mua. Da này đẹp luôn nhỉ, da đẹp. Da màn cốt cũng chưa nói. Đây đây. Da này đẹp hơn da Nam Phan. Ui vẫn đẹp luôn, được rồi đấy. Đây 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 mở cái cửa ra. Vì động cơ. Sao nào? Động cơ như nào? Hơi nếu mà để mà nói cầu sau thì thiết kế hơi khó ấy. Cầu sau rồi, cái này máy dọc cầu sau. Dạ. Yeah. Nhìn trước thì có cao quá. Cao quá so với cắt lát cabo mình. Bon phe tí ấy. Cao thì không sợ. Cầu sau thì cái này mà cầu sau rồi giật 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 về thì mình phải đi ông vậy cầu sau nó lại còn cầu số nó lấy ở nó số lá nếu mà không nhầm thì con này số nó hiện ở gần ở con này 4 số là số nó ở trên hồ cầu luôn mà số trên cầu này đúng không. À, trên cần á, trên chục số. Số đây rồi. Số ngay đây rồi. Số ngay đây thì chỉnh lên đấy. Không biết. Thế là Perry thiết kế cho máy lên đằng trước. Nó có đủ không ấy? Hả? Có đủ chiều thấp không? Mấy quan trọng là cao chưa hay sao đâu. Ừ, nhưng mà vấn đề này mình đi lại ngon lành là được, ổn định là được mà cái form của nó sẽ không nó phù hợp với cái form thấp của mình thôi. Cố gắng mà con định sau thì tốt thôi. Khỏe mà. Cái đồng này tia nó cao, cao tầm bao nhiêu nhỉ? Phía trước ấy, cao tầm bao nhiêu? Thấp đây. Thấp mà. Không cao. Con Ferrari mà. Ừ. Mà tầm này có được không? Hạ hạ cao 4 nha. Không hạ cao thì bánh mình nữa chứ. Bánh mình phải tao cao lên nữa nhỉ. 19.000 mà. Bánh 19 thì cao. Bơm 19 đi. Bơm 19 nhưng mà nó à, nhưng đến đây, gầm. Nhưng mà bánh của nó chỉ bao nhiêu thôi. À mình hạ gầm được nhỉ? Hạ gầm mày gầm chứ nó chứ không phải gầm đi ăn vậy. Cái gầm này mất sự 10 phân. Con này cũng đẹp hết nhỉ. Nhìn sang thôi. Đến đây ạ. 20 phân. Cầu trước thì ok nha. Quan trọng là xử lý được không thôi, quan trọng là xử lý được không thôi, bỏ trong đấy. Đây nó phải rồi, ở đây còn số lắm. Nhìn nó chứ, ở đây luôn. Đây có cái bàn nó vén này. Không có vén này. Số này, cái số này đây, xong rồi bắt nó ra đây, nên chụp ra cầu sau, rồi đây, đấy, thì cái xếp gạt đây thì máy làm sau thì phải chú. Con này như máy là loại, đời này thì phải thay gioăng. Ừ. Nếu mà mua mà những cái đời sâu này mà mình mà còn nguyên bản nó vẫn đi, là mình chết tiền làm lại. Đây, riêng mua xe cũ, đây, đời sâu. Nó làm lại cho mình thì mình đỡ phải làm. Rồi, còn okay. Nếu như mà đời sâu này mà còn nguyên gì nó mất đi. Rồi các bạn nhé. Phải nó làm lại rồi, có làm lại là có can thiệp đấy nhỉ.
mới ngày lại mới nghỉ phải không anh? Đời này không sợ, đời này làm lại là mình canh nhàn, nếu mà không không làm lại về mình xử lý mới là chết. Không thì bó quá nhỉ. Đây cái phụ đề này mà động cơ cầu trước này. Cầu trước thì tốt hơn. Cầu trước thì mình nhàn. Trực tiếp mình phát được nhàn luôn nhàn. Mình chỉ cần nối hai đầu lắp mà xong. Mà dẫn động cầu sau này thì để mà mình để đặt máy lại giữa thì mình giật lùi cờ, giật lùi cái trục. Cái đấy thì không sao nhưng mà cái cần số nữa, lại cờ lại là vướng cái cần số nữa cơ chứ ạ. Cần số nó đang nằm ở đâu? Ở giữa. Trên hộp số. Ở giữa trên hộp số. Giữa chương trình luôn à? Ở giữa xe. Vậy thì máy này phải đẩy bên trên nó rồi chứ không thể bên dưới nó được. Vậy khó chứ. Đuôi của mình cũng ngắn rồi mà. Quay ngược lại. Alex được nhỉ? quay lại máy đằng sau lại dẫn thành dẫn bên trước. Lại thành dẫn máy trước quá. Thế mình dẫn bên trước đi. Bên trước thì lại phải cho quay lại dẫn bên trước đi. Số lùi thì lại là đi hết. Số lùi thì lại chốt đi hết. Mình chỉ phải thay đổi cái cơ cấu của cái số. Nếu mà vậy thì không sao, cái đấy thì không sợ. Cái đấy thì không sợ, vấn đề là cái cả số hiện tại đi, cả số hiện tại nếu mà mình làm gì nó hơi bị vướng một chút. Đấy cả số. Hay là chơi con này nó dài thiệt, nó dài. Khả năng vậy thì chơi piston gạt điện đi. Con này đặt đây. Chuyện. Con này mà kể cả con máy này mà có đặt lên cái khoang trên này không tốn tiền. Hay piston chưa gạt điện. Piston gì? Nó có nhầm gạt, cần số chơi piston gạt điện. Số này lấy số ấy, chuyển số tự động. Tội lâu thôi. Bởi vì nhá, đúng nếu rồi, đừng cháu nhớ rồi nhá, bởi vì trong con La Ferrari là nó đã không có cần số. Nó lấy số ở đâu? Nó đã không có cần gạt số cơ. Nó có nút bấm. À nút bấm à? Ồ, con La Ferrari lại vậy nữa cơ. Đấy, vậy thì là nếu mà không gì ấy, cần số đó phải không? Cần số vậy thì mình chế hai chục đây, ví dụ cây là cái số lên vậy, cái số lên vậy phải không, thì là mình chế hai cái piston khí về đối vậy, gắn vậy cái số ấy thì mình sẽ cái đấy thì mình nghiên cứu một tí về cái kia, hoặc là kiếm ai cái người ta lập trình cho với cái điều khiển điện ấy. Đấy, cái đấy hợp lý là khi mình bấm số 1 là nó sẽ cái lượng gạt cái lượng khí nó sẽ gạt đến cái mức đấy, mình chỉ đạp côn thôi đấy. Vậy mình chỉ đạp côn thôi đúng không? Mình đập con phát là nó có nghĩa là mình lập trình sẵn rồi, là ấn vào cái số 1 đấy là nó sẽ tự nó đẩy lên. Nó đẩy bên đấy, nó đẩy hai cái tông, nó đẩy theo cái lực mẹ bên đấy. Đấy. Hợp lý. Đấy lấy làm cái công nghệ đấy nhỉ. Cái đấy là hợp lý mà, bởi vì nhá. Bởi vì cái này cơ này nó là điện gì mà. Cái này cháu thấy bởi cái này hiện tại làm cái này làm còn phải theo cả cái nội thất nữa chứ, bây giờ nếu mà bộ là làm vậy cơ làm cái nội thất để làm lại có cần nhập số lên, nó lại khác với cái mẫu mình đề ra đấy, bởi là cái mẫu Ferrari thì chú cơ cũng mạng với xem thì nó không có cái cần nhập số bên trong, nó cần nhập số La Ferrari cần nhập số bên trong, không có cần nhập số bên trong, bắt buộc nội thất để giống nhỉ. Cơ mình làm cố gắng làm càng giống chứ, cơ mẹ thay đổi kết cấu quá thì nó lại không được đẹp. Còn thay nếu mà vậy thì ngon. Cái này anh bắt chủ xe đâu vậy? Đợi anh về. Về. Anh Hùng sắp về chưa bác? Mới bữa về test xe xong rồi. Từ để phát chìa khóa. Vui cửa khóa. Thôi nè, anh có số quay đó, không có số quay nè. Thôi số có đề không? À, không đề cả. Có lại không, nhưng mà chìa khóa không có. Không có. Đây có công tắc bật điện lên thôi để cho nó không bị tôi hao điện đấy, có công tác thôi, còn đâu vẫn phải chìa khóa để đề lên. Vậy thì không được, đối với trước nếu mà có phương án thì được đấy, chỉ là cái phương án gần số là mình chơi điện thì nó hơi thì khó khăn một chút thôi, vì chưa quen đấy. Quan trọng là máy không có, không sợ máy mà đặt trước à? Máy không, máy chỉ đặt nó chuyển xe bởi cố tạo của một xe luôn. Dạ 1010 wifi tên là gì ạ? 1996 1 0 1 0. Có nhỉ, máy xe thì đẹp lắm các bạn, xe thì đẹp đấy, ổn đấy. Mỗi tội là đang phân vân dẫn động cầu sau, máy cầu trước.
thì khi mà mình muốn là di chuyển con máy kia ra sau này cho phù hợp với lại chiếc xe thì nó lại khó ở cái phần hộp số mọi người nhé. Còn đâu đang tìm ra phương án nó hợp lý hay không thì nó có chốt được con này không. Còn đâu con này nhìn rất là ổn đấy, nhìn ổn áp đi. Con này mua về đi thôi anh ạ. Đi là đi đẹp mà. Về. Rồi này. Này nhìn này. Logo đẳng cấp chưa? Logo của kiểu như kiểu nữ hoàng ấy. Này có ôi cái đời này còn có cả đây, phím này. Đây. Tinh chỉnh trên vô lăng luôn. Ừ. Đã màn ấy. Nó vẫn còn đẹp mà. Phanh tay hả? Phanh tay. Đây này. Cửa điện. Cửa điện nữa. Ừ, đời này có cửa điện này. Nếu mà ngang với đời thì không bao giờ có luôn. Chỉ có khoai tay thôi. Máy đặt đây. Đấy. Máy đặt vào này nhá. Thì cần hộp số sẽ đi ra đoạn này. Đến đây. Mình chỉ cách máy này hộp số mới lại cầu chỉ cách nhau một đoạn tí thôi. Chỉ một cách một đoạn thôi. Thấy không? Đây. Đấy. Thấy không? Mà trong cái phần nội thất đây không có cần gạt số, phải không? Ừ, nút bấm thôi. Đấy, không có cần gạt số trong phần nội thất. Phải không? Cái kia là cái gì? Cái này là cái nút bấm chứ ạ. Để cài trong cái nút bấm thôi. Còn thường thường lấy chuyển số nó sẽ ở đây. Cái chuyển số đây. Lấy chuyển số thì trên vô lăng rồi nhưng đấy. Mà đang rưỡi rồi. Ở đây thì không có gì cả. Đây không phải là cần số, cái này không phải cần số, cái này chỉ cái nút bấm là cái gì thôi. Đúng đấy, cái không phải cần số đâu. Đấy, vậy. Thế như vậy là hợp lý. Bởi vì cơ hiệp con này nhá. Đầu tiên mình thay cái bộ kết cấu mình lắp, mình đang bay, mình đang muốn hướng đến cái kiểu làm xe càng giống ấy một chút ấy thì cái mình tiên quất cho một cái cây chọc số trong này nó lại nhìn nó lại thô quá, đúng không? Nhờ làm cái đấy không lý thuyết là vậy ấy. Lý thuyết về cái nói chung là về cái điện tử đấy. Bốn số thì cái này có bốn số thì không rõ. Cam bị gì ấy? Cái này có bốn số thì gì mà bốn số nào anh? Bốn số. Cam bị nhiều lắm. Mình chỉ cần chế một số tiếng số nùi thôi. Đâu 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 số. Không phải đây. Để đủ chối. Đây. Đang số mấy? Đang số mấy? Đây, nó về mò đây. Về mò phải không? Ừ. Mò đây. Rồi. Gạt phải ấn một số này. Đây số 3. Một số này. Đây số 4. Rồi. Ừ. À vậy chỉ hai motor chứ ạ. Hai vít tông ấy. Bốn số mà. Nó hai vít tông, hai vít tông thôi, một vít tông là đẩy lên, một vít tông đẩy lên xuống. Số. Còn một vít tông đẩy ngang vậy. Ngang vậy. Mình không cần phải số 1 số 2 làm gì. Mình chỉ cần hai số thôi. Không, vậy thì dễ chú ạ nhé, vậy nhá. Không. Một piston này, một piston là chắp nắp một con này. Đấy nó vậy, là vào. Vậy. Xong có một cái piston bên này nó là kéo sang ngang vậy. Ngang sang này. Nè, một cái mức này là một số. Mức này là nữa hơn nữa là số lùi, kéo xuống, số lùi. Đấy. Hợp lý không? Ba piston. Nhê. Không hai piston anh ạ. Hai piston thôi. Hai cái lôi kéo vậy thôi, lôi kéo vậy. Rồi, cái này cũng là lôi sang thôi. Lôi cái sang. Là, một cái là chỉ lôi sang á. Một cái đẩy. Một cái chỉ đẩy lên lấy xuống thôi. Ừ, đẩy lên lấy xuống. Đấy. Là nó có thể vậy được. Hợp lý. Cái đấy là phương án hợp lý. Nếu mà chốt nếu mà chỗ này đẩy thì quá cái phương án sang phương này. Hợp lý nhất. Sang này. Cái đẩy xuống này kéo xuống này. Với lại cái phương án thì vậy là 3 nút. Đúng không? 3 nút. 3 nút gì anh? 3 nút mình bấm đấy. 3 bích tông. Không hai, không phải nhá, khi mà mình làm đấy là lấy số phải không thì ừ. Nó sẽ lấy số kiểu gì là mình chọn có như kiểu kìa mình làm như kiểu nút bấm ấy số 1 thì nó sẽ tự động nó sẽ phải bấm cái đấy là nào trước như nào quy trình là như nào ơi cái này điều chỉnh về điện tử cái này điện tử không cái điện tử không sợ chú ạ. Cái điện tử mà điều khiển này thì không sợ. Cái điện tử điều khiển rất là cái đơn giản. Mình kiếm được người ta làm cho ngay cái công nghệ. Nếu mà công nghệ cái này nó chỉ là lập trình lập trình cái này thôi thì nó đơn giản chứ không phải là cái có siêu kinh khủng quá như kiểu làm tự động bé làm cái này lập trình đẩy cơ thôi nó là cơ mà không biết mà tự động chuyển hướng rồi tự động cảnh báo tốc độ các kiểu không chủ yếu là cái đường xe khi hai cái cầu này nó gần nhau thì có được không ấy cái đấy là cái khó thôi. Bởi vì cái máy này mấy cái khoang này để cho ông rút xuống chưa đây nè từ cái máy nhá xuống đến cầu này là một đoạn cái ra cho nhìn chưa.
Xong là từ đây giật xuống đây rồi cắt đi bao nhiêu cầu. Dép này quỳ chân xuống. Dép này. Phải cắt cầu đi nữa mà. Mới xuống đến dưới này chứ. Khi cắt đi thì xăm kia mới gì được cái này bị nướng cũng sao. Em nướng sao? Cầu nó đến đây rồi, một cục to đùng ở đây, cầu nó dẫn từ đấy xuống đây. Bác chủ lô về nhỉ? Để xem tình hình thế nào. Nhắn chưa? Chưa. Nhắn đến đây thôi mà. Đến đây đi. Số đây thôi. Chị ổn không? Ổn mà. Ổn mà. Ổn mà. Ổn đấy. Hệ ốc này là hợp với bánh của nhà mình này. Hợp mà. Hợp luôn nhỉ? Chuẩn chuẩn thì hợp. Hợp đấy. Ta chỉ sợ đây là lại hệ của xe Đức thì nó lại một hệ khác. Không, thì tôi nhìn cái hệ yếu ấy. Bi chú. Phải nhìn theo kiểu thư đều này. Ốc của xe Hàn với xe Đức, xe Nhật với xe Đức nó khác nhau à. Ốc cái phanh nó này, cái hệ ốc nó cái năm con ốc nó ráng một chút, của nó lại nó nhỏ hơn tí thôi. Ốc tí nữa. Không phải. Nó hệ ốc. Cái nhau ấy, ví dụ như là năm con của Nhật thì nó gần nhau hơn, năm con Đức lại xa hơn. Thì cái đấy thì mâm tính mâm CNC thì CNC thì thì mất tốt hơn lắm tiền thôi. Cái chỗ này có phải là cái bình để phun nước tưới này tưới rau không? Cái này là cái siêu anh em. Cái siêu ạ. Đây này, cái này là bình tưới chắc là hệ thống phun nước khi máy nóng phải không? Chờ lát nữa bác chủ về xem thế nào thì xem máy móc cũng thế nào nữa. Cái này là cầu nước đẹp quá. Khi phải có đây một chút khó khăn trong quá trình làm thì nó mới hay mọi người ạ. Cầu sau này nó khỏe. Nó tấn vào cầu sau này may xe này khỏe lắm. Xe chở bốn đời, xe chở nguyên thủ quốc gia bao giờ cũng phải khỏe hơn xe thường. Máy 2 chấm nữa. 2.0. Con này xe này khỏe. Con này xe nắp kính chống đạn mọi người. Là gì đấy? Máy nhìn đẹp mà. Mỗi tội là để xem nó hoạt động như nào trực tiếp á. Còn nó đánh giá cơ bản thì chưa biết được. Nhìn hình thức vậy thôi. Nhưng mà 98 anh ơi. 9598 á? Ờ. Thật á? 98 à? Ờ, 7598 mới đăng ký. Không phải 1998 CT. Ờ thì đây 1998 CC gọi là 2 chấm rồi. Không bao giờ. Đúng rồi. Kể cả máy 2.4 thì nó chỉ 2 3 mấy thôi. Rồi máy thôi, xem máy. Mình tưởng là sản xuất 1998 cơ. Đúng. Sinh năm bao nhiêu nhỉ? Năm em sinh năm 84. Đẻ trước anh một năm. 84 à? 84. Mà nói chung 84 mà đời này mà như này mà vẫn còn được đăng kiểm nó xe này phải nói là quá đẳng cấp thật sự đăng luôn. Kiểm mà. Nếu mà cùng đời cùng hãng xe khác thì không bao giờ được. Không bao giờ được luôn. Nói chung nó phải đạt tiêu chuẩn thì mới đăng kiểm được. Đúng rồi. Cái xe của bố đời thì bao giờ cũng vậy. Xe bố đời anh em ạ, xe có vương miện. Cụ thường nói là nồi đồng cối đá là đẳng cấp luôn chỗ đấy. Gì đấy, ok đấy. Nhìn cái logo nó nói lên thương hiệu sợ lắm. Chờ một lát nữa ông chủ về thì mình còn xem cái màn test xe anh em ạ. Đây là hôm nay đang phân tích cho các mẫu xe Ferrari. Đây thì mẹ đúng con nó kỳ cũng phải đến gần đến ghế luôn đấy. Có xe nó đấy. Kỳ quá. Bên ghế mà. Đấy đi. Phải không? Sát ghế luôn mà. Sát ghế mà, động cơ sát ghế luôn mà. Đây cách có một tí thôi. Đây đi, này. Thì cách một tí thôi. Bị đuổi lên về sau nó cái khoang nó không còn đấy. Đầu bị ngắn đi. Động cơ này thì như vậy. Đấy chứ. Bây giờ tính động cơ. Bây giờ mình phải tính động cơ nè. Từ động cơ nó đây nó nằm từ đây nó mất động cơ rồi. Xong lại cục truyền số. Xong bắt đầu đến cầu. Thì phải đẩy làm sao. Còn cái cầu từ đây lên đây nữa mà. Từ cầu bánh này lên đến nó từ cầu bánh ít nhất nó phải có một đoạn ra xa bắt đầu mới đến cầu số. Xong từ cầu số một đoạn nữa xong mới lên máy. Xong khoảng máy này nó còn bằng bao nhiêu máy nữa cơ. Con này hay là con của mình? Con này đang tính con này ra đấy. Không, con này thì xong là nuôi đến con mình. Con này nó là máy phải không? Nó máy là một cục quầy. Máy một cục quầy nhá. Máy một cục quầy phải không? Đây vậy, nó theo cái dạng cái cục quầy rồi ra vậy. Thì nó là vậy đó. Chứ nó có cầu qua cục một số gì đó. Một số nó đi thẳng mà. Nó liền máy là nó chỉ cách một tí thôi. Tí thôi, vậy nè. Đó, vậy nè.
ơi, thường thường là đào một cái cống là vậy, xong rồi cây chọc lên ra cổ sau mà cây cần nữa thì làm thì bị sáng quất bị sai sát đây luôn, bị sai sát luôn, nhưng mà cầu này lại cầu cứng cơ, cầu này phải cắt nó cắt trục nó cắt trục là nối cầu lên, cầu này cầu cứng rồi vậy thì con Ferrari mình cũng hơi thấp, nhưng mà cái nếu mà cái khung gầm mình nó mà chắc mà cái kia nó phù hợp thì mình để đằng trước cũng được. Động cơ ấy nhỉ? Cháu cũng thấy vậy. Còn cái khoang đằng sau ấy thì mình sau này mình làm để mình giả động cơ cũng được. Đúng. Thì nguyên cái khung xe nó còn nguyên chắc, thế mà đẩy được nó nguyên cái những cái gì mà nó cao quá thì có thể hạ thấp xuống để giữ được nguyên lý cái phần khung chắc gầm của nó. Thì vừa đoạn đầu cũng là cái phương án mà di chuyển phần động cơ ra phía sau mọi người nhé. Thì đấy là có thể là phù hợp, nhưng mà theo mình nghĩ nếu mà cái phần động cơ kia, chú Lợi cũng đang nghĩ vậy, nếu mà phần động cơ kia nó mà phù hợp với lại cái chiều cao của con Ferrari mình định làm thì đầu nó kiểu hơi chuyển dần về phía trước ấy. Thì vậy nếu mà nó phù hợp mà chiều cao này nó phù hợp thì cháu cũng nghĩ vậy, là nên mình cứ để nguyên zin như này và mình làm body và thôi, thì mình không phải can thiệp vào nhiều kết cấu của nó, cũng như không phải thay thế các cái vị trí của động cơ của hộp số, gọi là mình nếu mà con này nó phù hợp thì gần như mình cải trang nó, biến đổi nó đấy nhỉ, cái phần body và phần nội thất đấy, chứ nếu mà cơ thể mình mà bê nguyên cái cục máy này ra đằng sau ấy thì cũng rất là nhức nhối. Ở đâu thì trông xe khá là ngon đấy, mỗi tội là chưa được test thôi, tại vì anh đây, chủ chưa về. Đây là một bài toán khá khó đối với tem lùng nhết mọi người. Bài toán khá khó. Phải nói là cái nước sơn bao nhiêu năm rồi mà còn oách kìa. Nước sơn mấy chục năm rồi mà. Nhìn con xe hay nhìn ngang ngang. Sơn lại rồi. Ồ, cháu nghĩ hay con xe này về mình tân trang lại. Ốc kia cái thứ mình làm đẹp đẽ lại. Cháu đi trước nhỉ? Cháu để mình đi chứ. Đi được, cháu nghĩ con này đi nhìn sang mà. Vẫn được phép lưu hành cơ mà. Mình để mình đi thôi, chả chắc có còn... Hết đăng kiểm thì lại đăng kiểm không anh? Cái thế này là mùi trần. Nhưng mà mình có bằng lái xe chưa? Mình chưa. Về học chứ. Học chứ. Về tự lên máy tính mình sẽ tự làm một cái bằng. Vậy thì là vi phạm pháp luật. Vậy là đi tù anh ạ. Vậy anh này là tần. Vậy dán. Dán này anh em ạ. Chứng tỏ là hàng này vẫn ngon nhé, không phải đơn giản đâu, có động vật đây đi. Nói chung là con máy này là nó chỉ nằm từ đây đến đây và đuôi số nó đến chỗ giữa kia, mà khi đã làm thế là nó còn liên quan như thế ổn không? Nếu mà trường hợp mà nó mà thấp thì mình để trước được không? Tại vì cần số hả? Cần số làm mình làm. Nhưng mà tức là nếu mà làm kiểu vậy thì nó sẽ mình thay đổi nhiều kết cấu ấy. Thì thay đổi kết cấu thì nó sẽ yếu đi. Đương nhiên là nó sẽ phù hợp với lại giống gì hơn. Nhỉ. Thế mình có cần số ở giữa thì nó sẽ không giống cái nội thất của phe gì ấy. Xấu. Nhưng mà mình làm sao phải phù hợp. Xe bây giờ đa phần nó có cần số mà. Mà xe cầu sau này thì nó sẽ khỏe. Mà mình chọn để chọn bao nhiêu con xe mới được chọn con này anh em ạ. Nhờ anh Luận tìm cho bao nhiêu con xe ấy. Thì tìm con này hãng Toyota luôn. Thì Toyota nó có uy tín hơn. Mấy lại là nó nằm cái ốc ở Mayer này. Thì nó sẽ phù hợp với cái bộ bầm của mình ấy. Thì với con Ferrari này thì hay là CNC luôn nhé. CNC thì đắt tiền không? Mâm ấy. Nó giống hơn. Hả? Đắt á? Mấy chục triệu á? Không, cái này vừa đấy. Vừa cháu nhìn thấy form vừa mà. Yeah. Bây giờ là còn kết quả. Mâm mình thay mâm to mà. Ngay mâm nó phải đến vành bánh. Không là bánh tầm này nữa. Sợ nó đội lên cao quá. Nó gần như vậy luôn đấy. Phía trước đội lên cao quá mình có hạ không? Mình có hạ. Nói chung là nếu về máy thì những cái kết cấu nào mà liên quan đến nổ thì mình không thể hạ được. Còn cái nào mà không liên quan đến phần nổ đấy thì mình hạ được hết. Ví dụ như cái khí gió. À không. Cái lọc khí gió này. Nếu cái này nó là cầu sau mà. Hoặc cái bầu hơi này là đang hiển cao này. Cái này cầu sau thì nó chỉ là thì tôi càng nga thôi. Nhỉ. Càng nga thôi thì mình hạ được hết, trong nghĩ hạ được, nó không liên quan. Hạ được mà. Hạ tốt.
nhé. Sau này nếu mà đổi nguyên lý của nó là được mà. Đây đi. Thằng A mình về lại. Hạ thằng A đó. Hạ càng A hạ sóc. Hạ càng A nên đẩy sóc lên. Đây càng A nguyên bản nó này. Nhưng mà thường là càng A nó đã treo rồi. Mà hạ xuống thì là phải tính sóc ở trên này. Ua sóc này thấp lắm. Này đây đi. Sóc lên. Hả? Đó. Đi nào. Cho nhìn đi nào. Sóc ở đâu? Đây phải chủ đi. Ô vậy tôi xem có phải không? Sóc ở đâu? Thấy nha xem. Để xem có phải. Đây đi. Sóc thấp gì tiếp. Hả? Nhìn đấy. Cái nó xóa đi. Nó đúng đấy. Thấp thịt nó khoảng găng tay thôi. Nhé. Thấp nhỉ. Thấp thật. Đấy đầu trọc sốc của nó. Nhìn chú em con này có phù hợp không các bạn nhé. Phù hợp thì quất em nó. Con này rò đầu phanh. À rò đầu. Con này trợ điện. À trợ. Trợ lái cơ điện đấy. Nhé. Thì lực. Thì lực à. Thì lực dễ đi hơn nhỉ. Lực dầu ấy. Mình đỡ phải bộ điện kia nhỉ. Rồi. Chờ một lát nữa. Nhưng mà cái đấy phải nổ máy lên. Ừ. Anh Luận đi lấy chìa khóa rồi. Đấy các bạn ạ, cái này chúng mày chỉ tiến hành là cầu điện từ con này vào con này tại con này để lâu hết điện rồi. Đây này cũng to đây nhưng mới có đủ. To. Cầu điện từ con xe đỏ sang con xe đen nhé. Con này bác chủ bác để lâu ấy. Ba cái cổng đi lại thế là nó hết điện bình. Giờ sẽ câu cho em nó thử đem đề xem ok không. Đâu bình ra đâu bên kia. Bên kia ok mà uy bình bén đấy. Xong rồi để nổ lên. Cứ để kẹp vào xong rồi để nổ lên, máy lên là được. Béo tại mới ngủ đấu cái này trước. Không hề gì. Thấy không? Đen, đen là dương. Từ từ chưa bộ đè nhá. Từ từ ăn đè. Ấy mà không có màu bè đấy. Đè phải chắc điện mới được. Đây em đi chứ. Chưa, màu bè. Từ từ nhá, cái này cũng được. Ví dụ người ta ăn trong đống rồi đây được. Mình mất bao lâu rồi bây giờ. Vất vả anh. Đậu quá. Lúng không vẹn. Lúng quá. Cầm này cái kéo. Bác chủ vẫn chưa đi về. Bác chủ đi chơi hơi muộn các bạn ạ. Dạ đó. Đó, mình từ bên Quảng Ninh Hải Phòng nên là dặn xong như thế này mà. Cũng muốn là giải quyết cho ok thì mới về. Nhìn giống là tự dưng mấy con này vậy. Vậy cứ như là bị rắn cắn. Anh bị nhé đó thì anh mới biết. Thế thấy co vậy. Ừ. Trong nghề biết rồi. Bình vẽ nhỉ. Bình vẽ nhỉ. Bình vẽ nó cao. Cao. Với lại con này nó chỉ cần đi đến đâu là nó chịu tải vào mà. Nó chỉ cần nút khởi động thôi, ừ. Còn đâu là nó có máy nó nổ thì thôi. Đến hết hả? Ủa cái ông cụ bên kia ông nuôi hả ông này hết? Ông cụ Phát ghê vậy? Ừ. Cụ Phát đến là nó nuôi cơ nổ, nó nuôi cả xe luôn. Bình nước, bình khô. Bình khô. Ở đoàn tầm bình khô, chết rồi, không sao là thôi buộc bên ngoài đâu. Bình khô. Đấy. Là bình khô chứ. Vẫn ngăn. Ngăn nha. Đây đây. Vẫn ngắn cả. Kích cho anh cu này anh lên thêm. Cho anh ấy.
thể hiện khả năng của mình. Xe bố đời. Xe bố đời. Thằng lại đi mua tô phát. Thằng xóm nghe, thằng xóm nghe thì thằng đi mua tô phát. Quay quay trước. Thằng xóm tóc luôn. Mưa rồi. Mưa gì? Ok. Để anh. Ok, có điện không? Được chưa? Tí nhá. Tí anh nhá. Thế nào anh em cho siêu phẩm nào hoạt động không nào? Ôi ngon luôn. Ghê. Đây đây được rồi chú ạ. Ui ôi kìa. Có điện nhất là lên luôn. Mày êm đấy. Êm gì? Mày êm đấy. Mình có cần êm mà. Không như lên đổ. Êm nó sẽ bền hơn. Máy còn đâu cần còn khi mà mình cho đường dây ra. Êm gì nó mới gọi là ổn định. Rồi. Mà nó tầng này mà có động cơ nó có cái kiểu. Rồi đấy, bên trong là con ốc nó rụng nào rồi đấy. Động cơ. Đây là êm về động cơ. Có để nghe tiếng con rồi. Mà êm tuyệt vời. Bác sĩ Bugatti nhà nó gồng kinh lắm anh ạ. Không biết đoạn đấy, Đến mô. Nó cục lái nhẹ nhẹ như lái đầu như con này mua về cái mua cả con như này có con ba cái đầy đủ con ba điện phải không anh? Ừ, con này con ba điện. Chú thử ấn em có lên không? Không, kính ở trong cần số kìa, ở giữa giữa kìa. Ở giữa giữa kìa. Đấy, lên đấy, đấy. Đầy đủ luôn. Ngon luôn chứ ạ, ui. Có nhan,
có nhan ok, ngon. Chú ý này, bên này nó vướng này này. Ờ, đi nhẹ nhàng cẩn thận nhá. À, chú đợi đi ra ngoài xin đường xin nhan đi. Không phải ra đường đâu, chỉ lăn một đoạn thôi. Chứ ai đi ra đường. Thôi. Lối nào, lối nào. Chờ mãi ông đấy là về đâu. Khoảng 10 phút, khoảng 10 phút ở đây đó là 3 phút. 10 phút ở đây là 2 tiếng. Cái này có gì để mai mà đánh mà ví dụ mua rồi mai mà. Không như này. Nếu mà anh em mà chốt ấy thì để tớ bảo vợ nó chở xuống đây. Nó cứ đánh xe xuống đấy cho. Ngày mai. Ok. Đấy. Mai thế à? Thế. Vâng. Ồ, chỉ đánh buổi trưa thôi, buổi sáng mà đi quay. Công việc thì chờ bác chủ về nữa. Con xe này ngon rồi các bạn. Tiền có điện nhất là nổ. Còn đăng kiểm nhá. Không mai chứ sao lấy luôn à. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Chú Lợi, bảo anh đánh phía trước, anh đánh phía trước em. Để cho bác. Vâng. Cảm giác thế nào nhé? Có thế đánh giá cơ bản sơ bộ hả? Cho các bạn xem ý kiến nữa. Nhưng mà cũng ổn, máy ok mà. Êm gì? Thì tại lái thử trong này thấy chưa biết được. Ừ, nhá, mua về nhà mình sẽ test nữa nhỉ, cho các bạn xem chuyên sâu hơn. Nói chung là đánh luận thì cũng là dân mafia trong nghề anh em ạ, nên là bọn mình anh luận đã ok thì bọn mình cũng sẽ uy tín rồi. Rồi sao phải không? Rồi đấy chắc là chưa qua ABS nhưng mà ăn hát đấy. Ấy. Con này bà bao nhiêu cân? Con này 100. Con này đẹp ấy nhỉ? Logo của Toyota. Và rồi về về xong lên cái này mà để độ lên chơi game của Vinny ấy.
tấn vậy, mà nếu mà theo cái gần 2 tấn thì... à? 1 tấn 770, gọi là gần 2 tấn. Không, như này gọi là 1 tấn 8, không được pháp gọi là 2 tấn. Thôi thì tranh nhau một tí nó làm chỗ hiểu quá vậy. Không, 1 tấn 8. Nặng rồi cơ. 8 đấy. Cái con nặng gấp mấy con Bugatti của mình nhỉ? Đây ha. Con này còn ngon đi. Crown 2.0. Phiên bản Crown 2.0 đời cúp sâu rồi. Đời ngày xưa. Đời ngày xưa. Nhưng mà xe của quan trước thì nó nhìn cũng vẫn ngon nhỉ. Quan trước người ta đi không phá phách lắm ấy. Người ta đi đảm bảo. Độ rung lắc của con xe này là rất ít nhá. Chỗ rung. Bác chủ hôm nay có việc bận hay sao mà chưa thấy về các bạn ạ? Hay là cái này điều hòa lạnh có điều hòa luôn anh. Ui lạnh ngắt luôn. Mát sâu phải không? Mát sâu luôn. Kinh khủng luôn. Đấy, đấy. Đấy, ui dồi ôi. Tinh chỉnh cool này. Ôi. Ôi này cái này có âm thanh anh em. Có cả màn anh ạ. Ừ. Có màn rồi. Ơ có đi anh nghe thử cái. Không có đi ạ. Đấy rồi. Ê, uy tín đấy anh em ơi. Xịn đấy nhỉ. Quan trọng âm thanh chỗ nào đấy. Loại được cao cấp với con màn này. Ờ, đời cao mới có này. Sẽ cũng mà có cái màn này là cũng là loại trọng cao quá. Mình cái này con nhỏ chỗ nào nhỉ? Anh em âm thanh vũ trường nhá. Ấy da. Cái nhạc của bạn bên anh ạ. Ờ rồi kìa. Có nhạc của nhà anh em. Nói chung là con này nó có cả màn hình khiếp đấy. Bluetooth này anh, chạy đĩa. Chạy đĩa luôn. Chạy đĩa. Bluetooth. Chạy đĩa. Chạy đĩa. Ôi giời, có cả USB nhá. USB này. Ôi giời, cốp lòng hết ra rồi. Lòng hết rồi. Ôi cái cốp nó không tính. Quan trọng nhất là cái nó hoạt động nó. Cái đồng hồ này giá trị đấy, không phải đơn giản đâu mọi người à. Đồng hồ này cũng có cả cái logo của cái hãng bên trong này, nhìn thấy này. Cái mũ vua này. Có gì ạ? Đấy. Đấy, nhìn thấy mọi người nhìn logo chưa? Đấy. Xịn đấy. Zeco đi. Đấy, à phết đấy. Mà thì... mà trong là đi có full điện tử. nói chung là nếu mà mình mà có tiền mình mua dòng này để mà đi tán gái vẫn chuẩn mọi người. Cái này là điều hòa cho mùa đông nhá. Lạnh ngắt luôn. Vừa đang mình bảo là xem là cái chăn để chỗ nào, bởi nếu lạnh quá thì chăn đắp xuống. Còn con này không? Con này mình đã có cái phương án là đẹp nhưng mà về độ Ferrari thì hơi phí anh em, cái form nó đấy, form xe đấy thì có thể là mình thấy dự án Ford Mustang đẹp hơn, phù hợp với con xe này hơn, nhưng mà nó bọn mình đang vướng mắc là lên kế hoạch cho Ferrari rồi cũng như là Pagani rồi, thì không biết là về mục đích sử dụng cho con xe nào thì bọn mình xem được có chốt được kiểu này không á. Nếu chốt được thì mình sẽ review chi tiết cho anh em xem cũng như là công bố chính thức kế hoạch cho chiếc xe mọi người nhé. Còn chiếc xe này hoạt động khá là ổn định, đời sâu nhưng mà máy thì máy chất mọi người nhé. Năm con này tán gái thôi nhờ. Ô con này là full gỗ này. Gỗ à? Gỗ. Bọc giả gỗ. Bọc giả gỗ thôi. Chưa ạ? Nhẹ. Gỗ đây bọc đây. Con này 20-30 năm về trước là một đại gia luôn. Gia luôn. Đại gia luôn. Khét tiếng ấy nhỉ? Khét tiếng. Khét lẹt đấy. Thật đấy. 20-30 năm về trước cũng phải đơn giản luôn. Mua về gửi về ngày xưa. Mới ra mà. Mua về gửi về ngày xưa nhỉ? Mày đi lại mày nhỏ Doraemon. Dạ. Túi thần kỳ. Ờ, Doraemon. Được cái khoang ngồi rất là thoải mái. Rộng rãi. Mua về cái về ngày xưa thì nhỉ. Chất bây giờ. Cố rồi. Chào bác chủ em ạ. Đấy các bạn ạ, thì hiện tại là trời tối quá rồi nhá, nên là mấy lại cái này sẽ xem có đàm phán giao dịch được không, nếu mà ok thì mình sẽ mua về và review chi tiết cho anh em xem ban ngày nhá. Alo. Chủ về rồi. Đấy. Chắc là mình phải kết thúc clip ở đây nha.
Ok anh em có một ý kiến thì phải bình luận video nhé. Xong ép sang bên kia tí nó rộng. Bye bye mọi người. Đây các bạn nhé, xe giấy tờ đàng hoàng luôn. Đây là bảo hiểm. Cái bảo hiểm hết hạn này. Đây, đến tháng 8 này. Bảo hiểm vẫn còn hạn đến ngày tháng 8 2022 này. Anh nhìn thấy chưa? Anh nhìn tháng 8 2022 đây này. Xe xong bước tháng 5 kiểm. Vâng, vâng. Đấy. Thì vẫn ok. Chứng nhận kiểm định này. Tên tuyên dân. Đấy. Sản xuất được bản nào không? Chủ hay không? Đấy. Đăng ký lần đầu là 86, đăng ký lần thứ hai là 2014. Chủ là... À, đại lộ Tôn Đức Thắng. Úi giời, đại lộ Tôn Đức Thắng toàn đại gia thôi. Những Tôn Đức Thắng toàn đại gia thôi. Xe này trước nhà có tiền nó mua cờ ra. Đây là cái gì? À đây là bên này thu tiền phí đường bộ 767.000. 957.000. Bảo hiểm hết hạn rồi. Hôm nay giờ giữ lại một cái này thôi. Giữ lại một cái. Cái nào còn gì để lại? Giữ lại đây, giữ lại hai cái này. Đây là những thứ quan trọng nhất của một chiếc xe. Đó là một cái bảo hiểm bắt buộc, một cái đăng kiểm, một cái đăng ký xe. Okay. Xe nó trông vậy vẫn đầy đủ giấy tờ anh em ạ. Không phải đơn giản đâu. Xe này vẫn được lưu hành bên ngoài đường nhá. Đăng kiểm đàng hoàng nhá, xịn nữa. Mình muốn mua con xe ổn định cho anh em xem nhá. Uy tín luôn. Nói chung là mua được một chiếc xe này nó cũng qua cái nhiều cái công đoạn. Nhưng mà thấy chiếc xe này ban đầu anh em có vẻ hơi khó khăn về vấn đề máy móc. Tại vì là cũng... hết điện mình. Ờ đấy. Hết điện nên mà cuối cùng là may sau máy vẫn nổ. Giờ từ đây là cái xe nào không được thì tí nó hùng bắt buộc phải nắp cái đấy vào. Để sạc qua đi. Đây nãy nè. Ờ. Cái này có điện thì ok. Cháu bên đây nhá. Ok. Nhưng mà bạn cứ nắp ấy được đó. Ừ. Ra đi. Ra đi, mướng ra đi. 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 Mua bán. Thế mua bán rồi. Mua bán mình kể cả giao dịch xem. Ông vào đi, ông vào đồng ý đi. Ok ok đợi đi. Đưa bút đây. Giao dịch xem sao anh? Nói tiếp. Kể cả mình mua xe 1-2 triệu mình vẫn phải có giấy mua bán để xác nhận là chiếc xe này là không vi phạm pháp luật, không phải là tài sản có máy ra đi. Trộm cắp mà có. Đấy. Rồi, ok, uy tín anh ạ. Đưa cái chứng minh thư. Anh gọi nhé. Anh luận xe đại diện mình mua. Đấy. Giao dịch cho anh em. Tiền chuyển ra nhá, bán đi. Em chuyển rồi, anh kiểm tra của em nhé. Đấy, anh đoạn cơ đấy nhá, em về ăn cơm cháo đây. Ôi, thế không cho anh về ăn cơm à? Thôi anh thì cơ này đã xem đem xe về nhà đâu mà ăn. Ôi, chú lại ơi, ba cháu mình về thôi, để anh luận ở đấy. Thôi anh, bây giờ này, tí anh đi bộ về, anh đi taxi về. Taxi về nhá. Tí là anh chẳng có về, anh có xe. Tôi nói thật, chiếc xe này là tôi mua đứng trên tôi đấy. Ừ, kệ, không biết. Ok mọi người ạ, chắc là... Anh em mà về là mất xe đấy, tôi thật đấy. Ok, anh em ạ, bọn mình bốc phốt anh luận ngay. Thôi anh em nhá, mình kết thúc clip ở đây. Đấy, bọn mình giao dịch quả xe này về cho anh em xem thế nào nhá. Sẽ có video test ban ngày cho anh em xem đầy đủ chi tiết, review chi tiết ban đêm thì hơi khó chút. Anh luận, bọn mình không biết chữ nè. Đại, anh luận đại diện nhỉ, mọi người nhá. Bye mọi người. Giờ bye mọi người nhá. Ê, nhét bye mọi người cái nào. Chú mít lợi. Đoán không? Đấy, mình muốn kiếm con xe nó ổn định nhất có thể. Đấy, và cháu lại bán cho anh hả? Em thay đổi kết cấu vỏ thì có bán được cho anh không? Thay đổi kết cấu anh mua nó vẫn mua. Ok nhá, uy tín.